Các bạn, hôm nay mình chơi 7 trò. Đầu tiên là trò Jellyfish. Ok. Chỗ này cũng khá đơn giản ha các bạn ơi. Chỗ này giờ mình giống như là mình tách cái hạt bắp đó các bạn. Cẩn thận. Đừng có để cho nó vô mấy cái dòng xanh là mình bị thua.
Thank you.